Ơi, em chào anh chị em, bà con, cô bác. Bữa nay là em có lễ nhà bắt năm. Cảnh này mọi người là nhớ tập vừa rồi không? Hay là em quay là sau lưng ngập hết trơn luôn. Bây giờ là cũng nắng hổng gài mọi người cho nên nó khô khô rồi. Nói qua thì em có bắt con vịt, bắt ở ngoài cầu Gia Viễn á. Là anh em đi nấu cháo, cháo được chơi. Chắc cũng có thể lấy gài ít. Hầm như là bão sắp tới nữa mọi người ơi, quá trời giông gió luôn. Nó vô nhóc câu đủ luôn. Thuốc này rất hút điếu một té ngang luôn á. Lắc được không? Đó, mọi người thấy không, nắng mưa là chuyện bất thường lắm. Hồi nãy thì nắng chang chang, bây giờ mưa ầm ầm luôn. Hờn thiệt. Thì sau cái lũ qua thứ mà cái gì trời, trời. Không lẽ lôi con câu đi, con câu mới nổi chứ. Kìa, nó lôi tới cho cầu mình bác kìa, đâu gốc cốc mình bác kìa, đâu ra đó trước mặt cái câu đó, ra dính rồi đó, rồi đó đó đã. Ừ. Khiêu 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 lấy cây câu này khiêu là vô. Khiêu không tới đâu. Đi. Trời ơi, nó lôi mạnh vậy. Trời ơi trời, cái phi cho 2 kg lôi đó ông nội ơi. Đứng bên góc bên kia kìa, lôi vô được không? Tới không? Không tới đâu. Nước nguyên cầu. Sảy hả? Gặt tức chảo luôn. Đứt chả hả? Đứt luôn. Ờ mạnh dữ vậy. Trời. Phải hồi nãy chú vừa lại chú giật lên cái rồi, đừng đừng. Nó thấy nó còn nhúc nhích. Nãy vừa lại nó còn nhúc nhích. Tiếc quá trời. Đứt lưỡi luôn rồi. Trời mắc teo luôn rồi. Đứt lưỡi luôn rồi. Alo nghe nè anh. Cắn rồi hả? Dạ. Không dây vòng tròn. Đây giới thiệu với anh em, đây là món nói mà chừng nào vậy, vịt bóp ghém phải không ta, chuối ghém á mọi người. Chuối này thì nó được công dụng nhiều lắm. Chừng nào anh qua. Như mọi người thấy bữa nay là tính làm nhiều môn lắm, tính lại nhà bắt bảy, vừa câu cá vừa ngồi nhậu. Mà bắt bảy thì không có nhà thì lại nhà bắt năm thì cũng tính đường đó luôn. Như mọi người thấy rồi đó, là chưa gì hết trơn là trời mưa ầm ầm rồi cho nên là không có làm được gì hết. Là em tính là mua con vịt là vừa nấu cháo ở ngoài vừa nhậu luôn đó, rồi vừa câu cá nữa. Mà cuối cùng trời mưa tàn nhẫn vô nhân đạo thì đó, có con câu rõ ràng. Nãy giờ đi dính được một con cá rô rồi. Thôi bây giờ thì cũng lỡ rồi, chia sẻ mọi người một cái video ăn nhậu. Đây cháo vịt mọi người ơi, nói chung là ấm lòng ngàn mưa gió luôn. Đúng rồi. 2 ly thôi, 3 ly, 4 ly chứ trời. 1 ly cháo ạ. Rồi mời cả nhà ăn cháo vịt, mình là vịt đồng nha mọi người. Hôm qua thì clip video là cá lóc đồng, bữa nay là vịt đồng. Vịt dương. Rồi, cảm ơn tất cả nhà nha. Là cô chú, anh chị, vịt các bạn. Tới vịt đồng nghe. Vô. Ừ, là tiếng rồi, nãy điện thoại nó mời bạn cũng lâu chứ không quên mà. Tiếng như quà là vô nha. Rồi anh Thuận, rồi anh Dũng, chị Trinh, rồi mà cô Tư rồi luôn. Tất cả. Vô. Thanh, okay, mời mọi người. Ông Thuận. Rồi anh Sưng nữa, hai Sưng nữa, anh Chị Giang nó vô nha. Nhậu mà húp cháo rồi uống ly rượu húp cháo nóng nóng mà biết ngồi sảnh trời. Nè, tấm đầy nó cắt miếng rồi nè, 50 miếng gan đi. Ờ, chứ chứ không lớn cho ăn gan đi. Không ra. Đó đi, lại đi. Đó, bỏ gì à? Không ăn. Cái làm nó hơi gan tao lớn lắm. Có ăn gan chi với bỏ.
quá. Không ớt cay. Okay. Ừ. Ở này nè. Cái này là cây co, cây mẹ gì. Cái dập cái mẹ hết trơn rồi. Con vô mới uống rồi mà. Con nhỏ này lên bậy rồi đánh rồi không chịu đi. Tầm nay. Tầm dưới mà. Đây là nay hả? Chịu. Bậy rồi. Chậm. Tính đâu chịu kia chứ. Chịu gầm á. Nhớ nó cắn cái gì nữa chứ. Dập con bảy cái là nít cục. Thế vậy? Không, 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 không. Trời, nó cả là nè, cái lưới của mày để xuống cái gì. Dính không nẻo thì xuống nó lúng như đó. Sập, dí dần. Đó. Năm tức các ngày nào cũng nhậu quá ta. Không có rồi. Vợ bỏ nữa hả? Ông này vui ta, sao ông đâu à, cũng bị vợ bỏ vậy trời. Sao mà gì hả? Vịt tính nó cháo ngon hơn gà chứ bọc, thịt nó ngọt hơn. Con gà thịt nó rẻ mà thịt nó rẻ nó cũng ngon hơn con vịt. Đó là trong mắt hả? Đấy. Nó bằng sẵn. Sao thì đó, chịu ăn vịt hơn gà, vịt nó dai dai rồi nó im hơn. Thịt nó ngọt. Đáng mua. Thịt hai. Cũng rẻ. Vô. Vịt cái này lắc là cái mấy chục rồi vô. Tính đâu mày chỉnh ba mấy cần thiết cho có 40 rồi. Nhìn vô chỗ nào. Nhậu anh bảy. Nhậu hả? Nhậu nè. Vô ăn cháu nè, cháu vịt nè. Ăn cháu vịt nè. Ăn chén đi. Sao câu quá ta. Bỏ, con lấy chặt đi mà. Con kêu giáo đi. Bán gì vậy cô? Bán bánh xèo nó ngọt hết. Đó nè. Ừ, chắc này tao ăn đâu ngon. Đừng ngồi chơi, lấy cái chén luôn tấm lại. Ờ, để tao lấy cho ngồi đi, hỏi mày chứ. Mày con cháu. Mấy thằng nó đi theo mấy xong nó công có bự bự không mấy ơi. Mấy người mấy mấy xong cái bự bự không? Bự bự. Dạ, bảo quá. Hết sạch à. Thầy người uống không cấp à. Bữa hổm con với ông kia câu là con bị lớn bị lớn. Bảo quá sạch à, giống nhỏ nhất là lớn. Nhà ông ngoại bởi vậy đó, nó sạch à. Coi xuống cái đất thôi nghe. Rồi cô đàn phụ nữ đàn bà cô cũng ít được. Anh trọng á. Con coi giặt trọng hả? Lên đường luôn. Là ta lên giọng trước. Tấm lại lên giọng trước. Kêu người ta biết đâu. Kêu tấm lại nó mới biết. Ai đặt bệnh gì? Đặt thứ gì người đặt? Tháng 7 đặt. Tháng 7 đặt hả? Dạ. Thời thế tạo cô hồn.
tối quay tiêu nó sắp tới thì chúng tôi gặp đâm tôi còn lâu chứ dịch nên nặng lâu chứ bọn ba sáng chạy chạy cho bảy đi bán tép mà đâu chứ dịch chợ là thiếu gì cho bán nghe bệnh viện cho bán à không có đâu mà ngày không có đâu có mà ngày có bán này mày có thấy thì khỏi mồi không nhậu anh mày đâu cái bữa nhà tôi nó nhậu quên nhậu gì cá kho à bỏ gì rượu rồi bỏ gì tưởng mấy đứa mày mấy thằng bạn mày gương mày không mày rượu không có mồi ở trong này gì đó con có mồi tí rồi rượu rồi đến nhậu mà có gì mặn mặn lúc quất ly nhậu ông cấp nó nói chuyện với ông nào đó cũng đồ lắm rồi chuyện không có trong tết chưa có hai ông nhà đâu ông này lụm dây cha ông kia sao không mua mồi đi chạy có mấy trái sơ kỳ vậy đúng không trái vậy ừ. Hai ông quýnh một bình vậy đó cái tao thấy thì tội nghiệp còn mấy khô nhà tao nướng đem lên tao cho ổng cái chuyện mà những chuyện mà kinh dị mà nhậu mà không có mồi nhiều chuyện kinh dị lên nhiều chuyện kinh dị thiệt nhiều người mà ghê lắm nha ví dụ mà con cá sặc á con cá sặc mà mắm á mà nó nguyên con đúng không mà chuyện này hơi kinh dị nó hơi ghê nha tao uống cốc không nút quỷ còn bỏ xuống cái đưa cho người khác nút à hai người thì thường nhậu tao đôi á cái tới quận mày mình uống cái mình nút miếng cái bỏ xuống nút hồi con cá sặc nó trắng nhắt luôn rồi ba cá thính rồi kia ba cá mắm rồi nó không còn gì luôn đó cái này giống như là hung môi gián tiếp đó. Còn cái ông kia ông kể là nghe ông kia hồi đó ông kia ông kể là nghe còn ghê hơn cái vụ mà con cá sặc đó nữa con ốc á con ốc phu vàng mà đó cái cầm con dây buộc vô con ốc á để cho ông kia thằng này uống xong nuốt vô tới cổ nè cái con dây lôi ra rồi tên kia làm rồi chấm cái nữa nghe chấm lên cho nó nuốt vô tới cổ cộng dây lôi ra trời ơi trời tàn nhẫn như trời có một cái mỹ nó muốn rồi tao rồi không có mồi tao nhậu à nó thiệt tao rồi ăn đi nè ăn hết cái mâm đi không phải mà phải ăn mà ăn lại đi hết mâm đi rồi về hết mâm à ăn hết về chút rồi là cho là quay gian về nè ba thằng đi ba chiếc nè muốn đi xe nào cũng được nó đang chiếc ngoài hai chiếc đó muốn đi xe nào cho quá vàng về luôn mà đặc biệt nhậu hết hai lít đó là mới cho quá vàng về ủa là hai lít ba sao hết trơn nhanh như vậy hết gần hai lít có nãy tới đây rồi gần hai lít đâu rồi còn nhiều lít chứ bộ nãy nên như đây nè trời còn lít rưỡi đó cũng không có nãy lít rưỡi rồi tới đây nè đâu còn bây giờ hiện tại là lít rưỡi rồi xem lít rưỡi hiện tại lít rưỡi á sao cái này nó giảm mà hồi nãy thì bảy sĩ á không à là nãy phát là đúng rồi nãy là phát bảy sĩ tính tố ra đó hả không qua thì ăn mà quá rồi bảy hiệp á vậy mới nãy là tính nãy thấy là mất trang cái canh thôi đúng rồi chưa đầy hết làm coi miếng gan đi con ủa đơn giản lắm không ăn đi ngại cũng biết vậy thì bảy ăn ăn phong công thôi bảy bảy con phong công dạ cái gì ăn dạ. Giò đi ăn thịt cho bạn cũng nhà cũng là vậy dạ ăn giò đi khoái ăn gì ăn có cái ăn ăn đi với ngãi hoài tao mình là tao phải gan không phải không câu với đầu là không ăn nha có tại gan giả sợ cặp cái gì cứng gãy lại đúng không mày nhai nhai xương phà phà mày chơi mày mình chọn tốt mà sáng đã nhậu với nó kêu bảy lên giả nhậu nữa nhậu bảy nó chỉ tội gì vậy nãy giờ điện tôi dơ luôn tôi đâu ra đâu bây giờ tôi ối còn con ối sáng nay cũng điện tôi nè tôi chạy tới tôi nhậu mua cái tội ba khóc rồi về tôi nhậu của chú Sáu Đồng ra điện chú nữa Sáu Đồng điện chào mọi người bữa nay là em đang có mặt tại nhà của ông ngoại rồi rồi với lại chào mọi người chào tất cả đây là vui em đây rồi bữa nay là ngày mai là đám giỗ ở nhà của ông bà ngoại bữa nay là nhóm họ mọi người giống như đám cưới của nhóm họ vậy đó cỡ như khánh thành luôn thành cái lầu dinh này nè đó chỗ ông ngoại ngồi là cái đường mà những người anh em mà hay tụi em hay nhậu ở đây là như là có
chú Hiếm Tám, vợ chồng anh Phước, anh Tuấn, cũng rất là nhiều người, anh Văn rồi, anh vợ chồng anh Mỹ đó nè, là chỗ này là anh em ngồi nhậu bây giờ thì ông ngoại làm xi măng luôn. Kiến trúc, không tẹp nhẹp như trước nữa, trước còn tẹp nhẹp quá con ơi, bây giờ làm cho nó gọn ghẽ sạch sẽ thôi. Bây giờ thì cũng như là làm được tới đây rồi, nhưng mà em thì cũng có ý kiến là chắc năm mai em sẽ nâng cấp tụi lên chút xíu nữa, có nghĩa là em sẽ lập máy và chắc có thể dựng một kiếm một cái bàn nữa không ngoại. Để cho mình dựng mình đặt hai cái lò củi lên thớt gia vị đồ để nay mai được con vô con tính. Trời ơi, con tính đi, con tính góp ý ngoại. Dạ nha. Dạ. Con tính kỹ đi, trận gì có. Cái này đâu bánh tét không ngoại? Trời ơi, con bị bệnh không bà ngoại ơi, con mắt con sưng dữ hơn bà ngoại nữa đó. Bữa con đâu vô đây được đâu. Ủa ông ngoại đâu lắm vậy? Ông hả? Ông chồng á, ăn cơm. Ông đi mình vô rồi. Sao nó ngon đẹp vậy? Vô ngồi chơi con Sáu ơi. Vô Khánh. Dạ, tới tới vô đỡ giùm cái. Hả? Cái gì? Vô củi vô làm gì? Má mày kỹ ông vậy, ông vợ mày không giống vợ ông vợ mày hả? Chơi mình cho con, chơi mình chơi. Em mày mày nhậu lắm. Mẹ. Bây giờ hai bạn mấy bộ chung với ai? Ủa sao vậy? Hả? Út có vợ con chưa? Ủa rước cái nồi là niếc của bà là cái gì? Phải không bác? Không có. Người chính chính cũng còn khỏe phải không? Không là ông giờ ông già vợ con vô không được đâu, đang bận ở ngoài đó mày. Bận gì bà? Đêm bận gì? Hả? Đêm là bận gì? Tại vì nhà con bận sập á. Vừa cơn bão số 3. Cơn bão vừa qua cuốn đi ngôi nhà. Như cái nhà vậy mà sập sao? Bé bơ bơ. Cái nhà vậy mà sập sao? Sập có khúc à. Coi sao ta? Sập nhà dưới hay vậy? Chú con tính là không gặp chú con lên. Dưới là sao á? Hỏi cho bằng đêm ở đi Vĩnh hay gì? Không vậy đâu. Thì đâm. Đang làm tại ổng còn có những chỗ nào thiếu sót lại đó, rồi mai ổng kêu thợ ổng làm á. Nhắc cái xác vô à? Chị bệnh mà ổng cấp không cho nó tên đâu. Vậy là cái cây gì con biết rồi, là cái cây ấy đó. Mà đúng quá à. Đó. Sao mình muốn mà muốn biết đặng mình siêu tầm cái cây ấy đó. Cái ấy cái đó. Cái ấy cái đó. Mình biết tên đâu. Biết tên đâu không mua. Bây giờ bây giờ quá rồi mà làm cho con xin người mà bệnh đừng cho biết thôi. Thì đi đặng là đi đặng. Tính đi lên à nghe. Cây nó cây mắc cỡ đó. Đi lên ổng xin về chị cho ông Kiều kìa. Cái gì? Cây mắc cỡ. Vô cho con mà tại mấy cái hết á, đây xanh rồi vợ điểm đi qua cái vợ thằng này hết trơn vừa quán nó loại khúng mình dây vợ điểm không đi chị đó đi hai lần xanh ngồi mà bây giờ nó hết rồi kìa chú biết không mà người ta chỉ nghe nó làm đủ thứ cho mà đảm bảo hết có biết cái rồi. Gì bây giờ miếng làm thuốc làm thuốc khỏi mình chết chân bưng về với chồng luôn được mình đặt xuống cho nó sống ăn mình xài hoài chứ cái bữa không dạ là nhỏ xíu như cái cây kim thất vậy đó đưa đưa ngoại con anh chú cho xin một cây nữa nghe nó giống như cây kim thất nhỏ ơi đúng rồi rồi chú xuống à thằng Biên cái đem xuống cho có một cây mỗi có bụi một hà mà em đặt xuống dưới đất rồi mà nó về đang mời đi bả chồng nó bả làm phước không mà bả không là cho trời ơi mình làm phước cứu một người sống mà mặn bánh già không người làm phước nghĩa cả trung thu đụng phu mới làm phước à khải hả để đi ta cũng làm đồng ai ba cha ai đũa bà con thì không con mà đây mình không biết thôi điện lên nói chị Năm nói giờ con vô mình gì đó chị Năm mới nói nhắc ăn hết rồi rồi nhét nhét hết trơn nó vô dập rồi mới nhét đâm nát vậy bị nó loài ra mà nhét nó vô đứa cậu có đau chỉ rồi bây giờ nó gần cái bệnh chỉ mấy tháng rồi đó giờ ai biết hồi đó lâu lâu cái lâu nó bị vậy ha cái gì vậy xong thuốc làm này kia nó hết mà bây giờ nó gần xanh rồi mà nó không hết luôn thuốc hương với anh rồi bây giờ nó ra máu đúng rồi có thời gian lúc nó ra máu nữa hả thân rõ trời nữa ai nhét rồi nhét hết trơn rồi nó ra ngoài nó nhiều rồi chị bệnh vậy ra đi thầy đi bác sĩ tôi vẫn có gặp qua tôi uống năm không có qua thật ra giờ không có uống thuốc gì đâu hết trơn có để gì chị rồi ăn cậu mà
Ủa sao 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 đó. Đây của tôi nãy đưa đổ thôi. Này nãy. Kim lên em ơi. Kim lên em ơi. Nó bị nữa hả? Nó đi mặn á, nó đi mặn cỏ nó là cái nó hay lắm. Cái cái đó không kìa. Gãi nó đi cái đầu gãi nó hai buổi. Khét rồi tán ra rồi. Gãi con hai buổi. Ờ lấy vô thêm không đủ thì lại gãi. Trời ơi. Gãi là con đứa quý á. Ở cái nhà biết á. Dạ. Chú Chín có rồi nè, để em ơi là chú Chín có. Có rồi, ghé chú Chín đi. Nhớ chính trình nhắn gì vậy? Ừ. Trời ơi, lắm nó cho bên bầu chứ. Không, phải phải xin nguyên cái bụi ra. Nguyên cái bụi ra để đặt xuống mình chậm. Ờ, mình đặt nguyên sống á. Ờ, nó sống rồi mình hái, mình xài lần lần. Cái để mình xin hái cái lá gì nó khô rồi. Ừ, ở cái gì đó. Xin cái bụi gì nè, cái đem về mình. Đâu mà bây giờ chậu đàng hoàng lại nó mưng nguyên chậu vậy đi nè mọi người. Đó, phải mà chậu lấy ra bọc cái xô bọc gì. Đông á. Cảm ơn xin mà lấy. Đâu có nói cái bướm ủa chậu cái canh rượu nãy đâu rồi. Đi mua rượu rồi. Cái nước nước đó. Tắm đầy ra tới rồi. Con đổi tên rồi. Tắm Tàng. Tài. Tên Tàng. Đổi tên. À trong tiệm con rượu không con? Mua dặm rồi vậy. Chín chơi rồi hỏi nói gì đó mà chết rồi mà. Thế nay điện tối cũng điện mà không có đứa nào mà không bắt máy. Tao phải ở nhà nó bắt. Thôi đi bằng thôi đi bằng mấy đứa chẳng dặn gì chứ mà chẳng dìm nó mới về chẳng dìm gì mấy tháng trời nay tối rồi nó ngoài giờ kiếm cái thùng ca hát rồi đi ngoại cho vui dạ con chưa liên lạc được nữa kìa mày liên lạc được nó không mày chạy xuống nó coi con đâu có số đâu cũng đó mày chạy thẳng xuống nhà nó kêu con mày nói mày nãy mày biết nhà này mày tao nói mày rồi mà mày thôi giờ mượn Khương nó chạy đi đi Khương nó biết nhà không biết nhà mày biết nhà mắng mới về bữa nay chồng nhà lấy cái lạnh cái thùng kẹo nó kéo nó mày đi mới được mày mới xong con quên nhà rồi Khương còn nhớ nhà nè Khương á Khương còn nhớ nhà kêu Khương đi giùm đi mày kêu Khương đi đi mà đi đi em xong chơi con là dạng ca sĩ mẹ trường mà được hai mấy nhà nhỏ gái đã mặn đường ngon rồi đó hả mặn đường nước gái đã lớn mặt trường quay nè cưng lắm để đây mơ mơ mình xài luôn mà tao mới sử dụng đâu mà mày sử dụng được không được 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 quá ông bảy nó khóc nó nói nó khóc sao nó để vô luôn có coi năm xô rồi để ngồi xe xe mày lại dùng ai giờ gì nó rồi. Mặn gì ngoài mặn tìm ca bán về ba ngày vậy đó hả mình có vợ đẻ mà không có tiền khổ nặng hay sao tự tình thì nghèo có gì nghèo khổ nghèo phải khổ thôi nghèo phải khổ nhưng mà ngồi trước khi mình gặp vợ mình mà mình tích lũy bằng nào từ từ nó đâu mình vụt tạt hết đơn rồi tới vợ đẻ không tiền chạy như con gà bán đẻ rồi sao cái đó là mày tao thấy không được thôi mà nghe vợ đẻ không có tiền chứ vợ tới đó không có tiền ừ ngoài nó cũng đi kiếm cá không hả dạ thôi ở ngoài đi hoài bán ở ngoài bán có giá ờ cái đó tao sống ở cái đầu làng cuối chợ mà nó nhất giờ 120. Nước rồi. Nương thì 220. Còn nước 220 ở dưới đường nhất cũng 220 nó vô tới đó nó cần. Cái gì? Nương đây nó còn 22 đó. Cái gì 22? Lương. Đó. Lương vô muốn nuôi lương lương của kìa. Bỏ dốt quá nó nuôi rồi coi nó hỏng quá nuôi. 250 gram thì nó 220. Nó nuôi vô thấy như hồ nó kìa, thấy như ý luôn. Rồi đây, vô. Vô đi. Vô nè mày, vô. Lâu quá mới gặp anh Tám này, lâu quá mới gặp là chú Tám luôn. Anh Tám thì nó hổn quá. Cái đổi nè. Đốt cho chị bảy con coi. Vô, ngày mai ba con vô nè, ngày mai ba con vô là đấu tao đôi là với bác nè. Ôi, chơi với ba con, thử một chén đi còn sẽ biết. Uống rượu nó đặt.